Sau đây là tem của động cơ điện 3 pha, công suất 15kW, 20 ngựa. Mã sản phẩm là 160M2, 2 cực điện. Điện áp là 380-660V. Ampere định mức khi đầu tam giác là 28,6A, khi đầu sao là 16,5A. Tốc độ vòng quay trung bình của động cơ là 2930 vòng trên phút. Tần số là 50Hz. Hệ số bảo vệ bụi và nước IP55. Cấp chịu nhiệt là F. Chế độ làm mát toàn phần IAC34-1. Chế độ làm việc S1, hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Hệ số cốt thể hiện khả năng tiết kiệm điện năng.